Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với công trường xây dựng của Bút Mực. Hôm nay Bút Mực chia sẻ với các bạn kết cấu sắt sàn mái cũng như dàn giáo cốt pha của một ngôi nhà có chiều rộng bề mặt tiền là 5,2m và chiều dài là 21m các bạn. Đây các bạn thấy là toàn bộ là hệ thống dàn giáo chống cây chống là được làm bằng thép, ống thép. Các bạn thấy bằng với những cây chống này thì quá trình thi công các bạn sẽ giảm được cái công lao động, nó nhàn hơn, nhanh hơn và bảo quản chúng ta nó tốt hơn. Với dàn giáo cây thì của các bạn nhiều khi tháo dỡ và các bạn đinh chống các thứ là nó sẽ mất nhiều cái thời gian, nhưng mà với những dàn cây chống như thế này của chúng ta thì nó sẽ giảm đi được khá nhiều cái thời gian để xây dựng. Các bạn thấy trông nó rất thoáng và thi công nó rất nhanh, lắp ghép nó rất nhanh. Sàn trần của chúng ta nó phẳng. Với một khung nhà 5m2 như thế này thì các bạn thấy được khoảng độ 6 chống. Bạn thấy khá chắc chắn rằng bên trên và rằng bên dưới ở giữa được gia cố thêm một lớp rằng ống bằng co. Bạn thấy các rắc co lỗi với nhau. Đây là nhìn từ bên trên xuống, chúng ta thấy là trên mặt sàn. Đây là kết cấu cầu thang các bạn, cầu thang này không đủ bản trượt các bạn nhé, mà cầu thang này là được ghép cốt pha và đổ bê tông trực tiếp, gian sắt đổ bê tông trực tiếp các bạn. Đấy, các bạn thấy là không có bản trượt. Đây các bạn thấy là cầu thang được thiết kế rộng 1m3 các bạn. Đấy, rộng 1m3, vậy là khi hoàn thiện vào đá hoặc là ấy vào thì chúng ta nó rơi vào khoảng 1m35, hơn 1m35 một tí. Đây là kết cấu sắt, các bạn thấy là kết cấu sắt cũng như hệ thống điện nước đi trên mái sàn. Các bạn thấy là toàn bộ dầm bo vòng quanh nhà được thiết kế bằng sắt 6 cây sắt đi 6 cây sắt phi 18 các bạn. Các bạn thấy là này. Đây là dầm của cầu thang. Bạn thấy dầm dọc của cầu thang vào. Dầm bo chạy vòng quanh, dầm bo chạy dọc vòng quanh đều là được đi với 6 cây phi 18. Các dầm dọc các bạn thấy này. Các dầm dọc thì được đi 6 cây sắt phi 20, 2 cây bên trên. Để có gia cố, đầu tại đầu các dầm có gia cố các bạn thấy này. Nhiều thanh dầm dọc được, nhiều thanh dầm ngang được đi 7 cây. Các bạn thấy là 2 cây bên trên, 3 cây bên dưới và 2 cây kẹp lách, kẹp sườn. Các bạn thấy là này. Thấy là toàn bộ hệ thống điện của ngôi nhà này được đi hệ thống điện rút dây các bạn, không dán mà rút dây, toàn bộ được đi ống rút luồn rút dây các bạn.
bạn thấy là sắt sàn cũng được đi thiết kế hai lớp. Cầu thang, các bạn thấy khu cầu thang đều đổ bản trượt trực tiếp, bậc bậc được bẻ cổ và đi trực tiếp, không đổ bản trượt các bạn. Khu vệ sinh đều được thiết kế âm để tiện cho quá trình lắp điện nước, các bạn thấy là này. Đây là một ngôi nhà được thuê tư vấn thiết kế chi tiết các bạn. Hệ thống sắt sàn, các bạn thấy là những cái sắt sàn của ô nhà vệ sinh, những ô sinh hoạt chung với khẩu độ rộng thì khẩu độ ngắn thì đều được đan hai lớp với kết cấu kích thước là A20. Còn những ô rộng như ô phòng ngoài vào cũng như phòng bếp thì đều được đan hai lớp sắt phi 10 A150. Các bạn thấy là cũng tương đối là dày. Nước với cái kích thước khẩu độ 5m2 và 21m thì tổng cái sắt cho cái sàn này hiện ra chủ mua là hết 41 triệu các bạn, theo đơn giá tại thời điểm tháng 3 2019 là hết 41 triệu các bạn. Tổng diện tích chi tiết ngôi nhà này là 110m2 các bạn. Mình thấy nó văng dầm với sàn mái này thì chỉ còn kê chân chó lên nữa và kê sắt sàn lên nữa là xong các bạn. Hiện tại là đang đi điện nước. Bạn thấy những cái sàn rộng như thế này đều được đan A15 hai lớp sắt phi 10. Vệ sinh. Cầu thang của ngôi nhà này cũng được thiết kế hai nhịp các bạn ạ.
lấy dành lại một phần ở bên lách sườn làm lấy khu giếng rời, lấy làm khu tiểu cảnh từ trên thẳng lên tận lóc. Bạn thấy là nối đi lên đến tầng 2 là vào giữa nhà. Sau vào giữa nhà là phòng sinh hoạt chung, và sau đó mới đến khu vệ sinh và đến phòng ngủ bên ngoài. Ngôi nhà này dự kiến làm 4 tầng các bạn. Đổ sàn mái là 4 tầng là đổ bê tông sàn mái. Các bạn thấy là cũng được thiết kế tầng lệch. Đây chúng ta nhìn thì thấy là khu cầu thang. Sang bên kia là tầng lệch bên dưới. Cầu thang đi 2 nhịp từ dưới lên. Bạn thấy là đây là khu giếng rời. Giếng rời thẳng thông tầng. Bạn thấy là nó có một lách thông tầng. Mục đích để lách thông tầng bên rìa này thì sau này có thể chúng ta lắp những cái máy vận thăng lên theo cái lách thông tầng đó. Thì các bạn thấy là cầu thang này không có bảng trượt các bạn nhé. Cầu thang này được bẻ sắt và đổ trực tiếp. Đấy, các bạn thấy là này. Cũng được đi 2 nhịp các bạn. Riêng nhịp đây chúng ta nhìn tổng thể từ tầng lệch chúng ta nhìn lên thì các bạn thấy là rất rộng dài. Thì bước lên cầu thang nó ở giữa. Đấy, cầu thang ở giữa nhà như thế này.